Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị can Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Sĩ, 66 tuổi quê Vĩnh Long thực hiện sau khi Viện Kiểm sát trả hồ sơ lần hai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra bổ sung lần hai sang Viện Kiểm sát cung cấp. Đề nghị truy tố hai bị can trên về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, cơ quan chức năng đánh giá xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, hai bị can đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung ghi hình. Lợi dụng môi trường, không gian mạng đăng phát nhiều video có thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật. Thông tin có nội dung bịa đặt sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nhận có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do bà Hằng đã có lời lẽ xúc phạm khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Bị can Trần Văn Sĩ ghi hình và đăng tải vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, 29 tháng 8 năm 2021, ngày 5 tháng 9 năm 2021, 10 tháng 9 năm 2021, 19 tháng 9 năm 2021, 24 tháng 9 năm 2021, 28 tháng 9 năm 2021 và 16 tháng 10 năm 2021. Đã đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Kết luận điều tra nêu rõ, đối với hành vi phạm tội của các bị can, không có ai khác giúp sức. Quá trình điều tra, hai bị can không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện Kiểm sát yêu cầu xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiếp tục điều tra, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Kết luận điều tra cũng ghi nhận ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng không còn yêu cầu bồi thường đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ như kết luận lần trước. Trong kết luận điều tra bổ sung lần 2 còn có một số thông tin rất bất ngờ. Đó là bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường đối với hai bị can này. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, bà Hàn Ni và ông Sĩ đã có những phát ngôn xúc phạm, lăng mạ, xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng cũng như Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu, các tổ chức dưới quyền quản lý của bà Hằng. Bà Hằng cho rằng các bị can xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm cá nhân mình, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho Công ty Đại Nam và gây mất uy tín cho Quỹ từ thiện Hằng Hữu nên đã yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần liên quan đến vụ án. Theo Điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người nào có hành vi xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trách nhiệm bồi thường được miễn trừ trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng, hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại hoặc các bên có thỏa thuận khác. Về nguyên tắc bồi thường, thiệt hại thực tế phải bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, phương thức và hình thức bồi thường. Trong trường hợp bà Phương Hằng muốn bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ bồi thường, bà Hằng có nghĩa vụ chứng minh mối quan hệ, nhân quả giữa hành vi vi phạm của những người đó với thiệt hại thực tế đã xảy ra với cá nhân, Công ty Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu để khẳng định yêu cầu của mình là có cơ sở. Đối với những thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, theo Điều 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015,
Mức bồi thường thiệt hại sẽ bao gồm các khoản như chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút hay các thiệt hại khác do luật quy định. Trong đó, chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại sẽ bao gồm các chi phí như thu hồi, xóa bỏ vật phẩm, ấn phẩm, dữ liệu có nội dung vi phạm pháp luật, chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh, tiền đi lại, ngủ nghỉ theo giá địa phương hay chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại địa phương. Theo kết luận điều tra, bà Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 4 đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Những phát ngôn trên là thông tin cá nhân liên quan đời tư bà Hằng. Bà Hàn Ni đã căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng nhưng không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai. Không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không kiểm tra, không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn này có liên quan đến bà Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của công ty cổ phần Đại Nam và là người liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu qua báo chí và biết được ông Dũng là chồng của bà Hằng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, là một trong 3 người sáng lập quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bà Hàn Ni đã dùng điện thoại di động và webcam gắn trên máy tính để bàn để ghi hình và đăng đoạn ghi hình về nội dung trên. Nguyên nhân có những phát ngôn trên, bà Hàn Ni khai vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 2021 và có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện những nội dung bà Hằng đã nói về việc bà Hàn Ni như Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông Tất Thành Cang, chửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đưa hình ảnh bà Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói bà làm gái và nói bà Hàn Ni là phản động là không đúng. Ngoài ra, bà Hàn Ni trình bày mục đích tư vấn pháp luật nhằm tư vấn pháp luật để mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường phải tuân thủ pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!